Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Hiện tại thì mình hay các bạn đang là một sinh viên, thậm chí là đã đi làm rồi. Vậy thì có một vấn đề mà mình nghĩ sẽ luôn luôn ảnh hưởng đến các bạn, đó chính là ánh sáng. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các hãng kính luôn luôn để một phân khúc sản phẩm của mình cho việc sản xuất ra các thiết bị giảm ánh sáng xanh hay không? Theo rất nhiều tờ báo đã đưa ra những nghiên cứu chỉ ra rằng ánh sáng xanh từ môi trường cũng như là các sản phẩm máy tính hay là điện thoại ảnh hưởng rất nhiều đến điểm vàng của mắt, sẽ khiến cho mắt của bạn sớm lão hóa theo thời gian, gây mờ mắt hay là đau mắt. Dù biết vậy, tuy nhiên với vòng xoáy hiện nay thì sau giờ tan học, về nhà các bạn sẽ tiếp tục với những sản phẩm điện tử như là TV, máy tính hay là smartphone. Vậy thì ở đây mình sẽ có những sản phẩm sẽ giúp cho các bạn bớt đi phần nào việc mỏi mắt trong quá trình làm việc, đó chính là đèn bàn thông minh. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn những sản phẩm đèn đến từ thương hiệu Tautronic. Ở trên bàn mình đây là những chiếc đèn LED mang thương hiệu Tautronic đến từ Mỹ nhưng mà lại được sản xuất ở Trung Quốc. Thật sự thì nếu bạn quá phân vân về thương hiệu thì có một sự thật thế này. Với những thương hiệu nổi tiếng như là Samsung, Toshiba hay là tất cả những thương hiệu điện tử khác, kể cả chiếc iPhone bạn đang cầm trên tay, thì hầu hết các bạn sẽ thấy là Made in China. Tất nhiên rồi, vì Trung Quốc là một nơi cực kỳ có lợi cho các nhà sản xuất và cũng như là cho chính bạn. Nếu như giá thành sản xuất với giá nhân công quá cao thì sản phẩm cũng tăng giá lên. Điều này thì sẽ ảnh hưởng cho chính bạn đúng không? Và thương hiệu Tautronic thì được thành lập và có trụ sở chính tại Mỹ. Họ không ngừng học hỏi, cải tiến các sản phẩm công nghệ của mình bằng công nghệ mới nhất. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì các dòng sản phẩm đèn LED thông minh chống cận đến từ thương hiệu Tautronic đang được dân công nghệ rất yêu thích. Đây là những thiết bị đèn học, đèn ngủ, đèn chiếu sáng đến từ Tautronic. Có thể nói rằng đôi khi chúng ta suy nghĩ rất đơn giản và có phần là hơi thiếu kinh nghiệm. Với những hộ gia đình có con nhỏ thì khi học luôn phải được bố mẹ trang bị cho những chiếc đèn bàn. Các bạn phải hiểu rằng nhiệt độ màu của ánh sáng mới là thứ quyết định đến mức độ ảnh hưởng đến mắt của các bạn. Trước đây khi mà chưa có các thiết bị đèn bàn tân tiến như bây giờ thì nguồn ánh sáng chủ yếu đến từ mặt trời, và bạn biết không? Không tính khi mà ánh sáng mạnh nhất của mặt trời có thể lên đến 2.700 độ K thì nhiệt độ màu thích hợp nhất cho mắt là vào khoảng 3.500 độ K đến 4.500 độ K. Hiểu được yếu tố này, Tautronic đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm đèn bàn của mình với những chức năng cao cấp và có điều đặc biệt là tái tạo được nhiệt độ màu gần giống chính xác với mặt trời, giảm độ chói và tạo ra cảm giác dễ chịu cho mắt. Sẽ có những lúc sau khi học xong các bạn đi ra ngoài để xem phim, giải trí một chút thì sẽ ngay lập tức gặp những chiếc bóng huỳnh quang cho ánh sáng trắng xanh. Và để bảo vệ mắt mình thì não bộ sẽ bắt bạn nhắm mắt vào để tránh chói, cũng như là để cho mắt có một chút thời gian xử lý ánh sáng xung quanh. Việc này nếu lặp đi lặp lại quá trình nhiều sẽ gây ra tình trạng thoái hóa cũng như là tế bào hình nón có trong mắt. Vậy nên bạn hãy bảo vệ con mắt của mình bằng những thiết bị đèn bàn có khả năng tạo ra ánh sáng thân thiện nhất để giảm thiểu sự mất cân bằng ánh sáng cho mắt. Một trong những lợi thế của đèn LED là mức độ tùy biến cao. Đèn cho phép bạn lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng khác nhau cùng nhiều mức độ sáng khác nhau. Do đó thì bạn sẽ luôn có ánh sáng phù hợp nhất tùy thuộc vào thời gian trong ngày hoặc là hoạt động của bạn. Ánh sáng mềm, ổn định, không nhấp nháy và thân thiện với mắt bạn để bạn có thể tập trung lâu hơn khi mà đọc sách, học tập hay là làm việc. Với các thiết bị của Tautronic sẽ có 4 chức năng chính cho bạn lựa chọn, bao gồm chế độ đọc sách Reading, chế độ học Study, chế độ thư giãn Relax và chế độ ngủ Sleep, được tối ưu hóa cho từng hoạt động riêng biệt. Tính năng hẹn giờ tự động sẽ tắt sau 1 giờ giúp tiết kiệm điện nếu mà bạn thường xuyên ngủ gật trong khi đọc sách, và chức năng bộ nhớ sẽ tự động khôi phục mức độ sáng và nhiệt độ màu gần nhất mà bạn sử dụng. Đèn còn giúp bạn tiết kiệm đến 75% năng lượng tiêu thụ so với các đèn bàn khác cùng cường độ ánh sáng. Sử dụng mức tiêu thụ là 14W và bóng đèn có tuổi thọ ít nhất là 3 năm, nhiều là có thể 5 năm, quá trâu đúng không ạ? Ngoài ra thì với kiểu thiết kế mang phong cách hiện đại, đầu và cánh tay của đèn có thể dễ dàng xoay, hỗ trợ chiếu sáng đến mọi vị trí bạn làm việc, học tập. Bạn ngồi ở đâu sẽ không còn là vấn đề, hãy thư giãn khi biết rằng có một chiếc đèn có thể tỏa sáng ở mọi góc độ, đảm bảo là bạn luôn có được góc đọc hoàn hảo bất cứ nơi nào bạn ngồi. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là làm sáng, đèn LED còn được trang bị thêm một cổng USB với đầu ra là 5V trên 1A để các bạn có thể sạc các thiết bị di động vô cùng tiện lợi. Sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại chuỗi hệ thống antien.vn với thời gian bảo hành lên đến 24 tháng với bóng đèn và 12 tháng đối với thân máy. Quá hời đúng không ạ? Và cuối cùng, bạn thấy sao về những chiếc đèn này? Hãy nêu cảm nghĩ của mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Và nếu bạn đã sử dụng em nó rồi thì cũng đừng quên để lại ý kiến về sản phẩm ở dưới luôn.
Cảm ơn An Tiến chấm vn đã cho bọn mình mượn sản phẩm này để thực hiện bài review ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy video này có ích thì đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.